ba chiếc lá rắn. Xưa có một người đàn ông nghèo đến nỗi không nuôi nổi đứa con trai duy nhất của mình. Một hôm đứa bé nói, cha kính yêu, cha lúc nào cũng lo phiền. Giờ con muốn đi đây đi đó để tính kế sinh nhai, như vậy còn hơn là làm gánh nặng lo âu cho cha ở nhà. Người cha rất buồn khi tiễn con ra đi, ông cầu phúc cho con lên đường may mắn. Đúng lúc ấy ở một nước lớn kia có giặc ngoại xâm, anh tới tình nguyện tổng quân theo vua ra trận lòng dũng cảm của anh được thử thách ngay trong trận đấu đạn giặc xối tới như mưa đồng đội chết rất nhiều viên chỉ huy không dám xông lên binh lính còn lại toàn tháo chạy giữa lúc ấy anh xông lên hô lớn xông lên anh em chúng ta không thể để tổ quốc bị bại vong được tiếp thêm khí thế binh lính ào theo xông lên cùng anh tả sung hữu đột phá tan được giặc khi biết được tin thắng trận do anh là người có công lớn nhà vua ban thưởng cho anh rất nhiều tiền của và phong làm tể tướng vua sinh được một công chúa nhan sắc tuyệt trần nhưng phải cái tính kỳ dị công chúa thề nguyên chỉ lấy người nào sẵn lòng chịu để chôn sống cùng mồ với nàng nếu không may nàng chết trước nàng lập luận nếu trái tim chàng đã thuộc về ta vậy lúc ta chết hỏi chàng còn sống làm gì ngược lại nếu không may chồng chết trước nàng cũng sẵn lòng đi theo cùng xuống mồ lời nguyên kỳ dị ấy khiến cho ai muốn hỏi cưới nàng đều khiếp sợ quá say mê với sắc đẹp của nàng chàng trai kia không còn biết sợ là gì anh tơ vua xin lấy công chúa. Vua phán hỏi: "Thế ngươi đã biết điều ngươi phải hứa chưa?" Anh đáp: "Tâu bệ hạ, thần phải cùng nàng xuống mồ nếu chẳng may nàng qua đời trước, nhưng vì thần yêu nàng tha thiết nên không quản điều gì." Nhà vua ưng thuận, lễ cưới được tổ chức rất linh đình, hai vợ chồng sống với nhau trong cảnh đầm ấm hạnh phúc, nhưng một ngày kia, bỗng dưng công chúa đổ bệnh, không thầy lang nào cứu chữa được đến lúc nàng nằm xuống phò mã mới sực nhớ lời hứa khi xưa cảnh phải chôn sống cùng nàng làm cho phò mã rợn cả người nhưng cũng chẳng có cách nào khác vua đã lệnh cho lính canh gác cẩn mật mọi đường ra lối vào chẳng chỉ còn cách là chịu theo số mệnh đến ngày thi hài công chúa được đưa vào hầm mộ phò mã cũng bị giải xuống cùng rồi cửa hầm đóng lại và được khóa lại cạnh quan tài công chúa là một cái bàn trên thắp bốn cây nến để bốn chai rượu vang và bốn ổ bánh mì ăn uống hết những thứ ấy chỉ còn cách ngồi dày vò đợi chết, phỏ mã rầu rĩ, hàng ngày chỉ ăn chút bánh và uống mỗi ngụm rượu, và thấy mỗi ngày lại nhích gần cái chết hơn. Trong lúc chàng đâm chiêu suy nghĩ, bỗng thấy một con rắn từ góc hầm bò ra phía thi hài công chúa. Chàng tưởng nói ra để rỉa thi hài công chúa nên tuốt kiếm quát. Chừng nào tao còn sống, thì may không được chạm tới thi thể nàng. Và vung kiếm, chém rắn đứt thành ba khúc. Lát sau, cũng từ góc hầm một con rắn nữa bỏ ra thấy con trước bị chặt đứt khúc nằm đó nó thuyền quay lại đắt sau nó lại ra miệng ngậm ba chiếc lá xanh nó kéo và xếp mấy khúc sát theo thứ tự hình rắn đặng đắp lên mỗi chỗ chắp một cái lá chỉ trong nháy mắt con rắn kia cựa mình và sống lại và cả hai con vội truyền đi chúng đi để lại ba cái lá trên mặt đất chính mình chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra con người đang đau khổ kia chợt nảy ra ý nghĩ ba chiếc lá có sức mạnh dị thường đã hồi sinh con rắn kia, biết đâu những chiếc lá ấy cũng cải tử hoàn sinh cho người được. Rồi chàng lại nhặt ba cái lá, đắp lên hai mắt và miệng người chết. Chỉ trong nháy mắt đã thấy sắc mặt trắng bệch của người chết dần hồng lên, máu đã chảy ra trong huyết quản. Sau một hơi thở mạnh, công chúa mở mắt và hỏi, trời, trời ơi, ta đang ở đâu nhỉ? Phỏ mã đáp, nàng đương ở cạnh ta, ôi vợ yêu quý. Chàng kể cho nàng nghe hết đầu đuôi câu chuyện, chuyện chàng đã cứu nàng bằng cách gì. Chàng đưa cho nàng ăn ít bánh và uống chút rượu vang. Khi nàng đã lại sức, hai người ra đập rầm rầm, cửa hầm mộ và lớn tiếng gọi. Lính canh nghe thấy vội chạy đi tâu vua. Vua thân mở cửa hầm, thấy công chúa và phò mã đều khỏe mạnh, tươi tỉnh, tay qua nặn khỏi nên hết sức vui mừng. Phò mã cầm ba chiếc lá rắn đưa cho một tên hầu và dặn. Mày giữ bảo vật này cho ta, lúc nào cũng mang theo bên mình để lúc nguy khốn có ngay dùng. Từ ngày sống lại, tính tình công chúa thay đổi hẳn, mối tình đầm thắm với chồng khi xưa, giờ đây dường như không còn nữa. Ít lâu sau, Phò Mã muốn vượt biển về thăm quê cha, sau khi thuyền rời bến ra khơi, công chúa phải lòng tên lái. Chẳng còn nghĩ gì tới người chồng trung thủy đã hết lòng cứu mình sống lại. Đợi cho lúc phò mã ngủ say, nàng vẫy gọi tên lái vào. Nàng khiêng đầu, hắn tóm chân và quẳng phò mã xuống biển làm xong việc bị ổi, nàng bảo hắn. Giờ tao quay về và nói phò mã đã chết dọc đường. Ta sẽ năn nỉ vua cha và ca tụng ngươi để người thuận cho ta và ngươi lấy nhau và ngươi sẽ là người nối ngôi báu. Kẻ hầu trung thành của phò mã chính mắt chứng kiến mọi sự việc liền lẻn xuống chiếc thuyền con, trèo thuyền đi tìm chủ, vớt chủ lên. Anh lấy ba chiếc lá rắn đắp lên hai mắt và mồm chủ. May quá anh đã cứu được chủ sống lại. Hai chủ tớ ra sức trèo, bất kể ngày đêm, con thuyền nhỏ lao vun vút vượt xa chiếc thuyền lớn về tới hoàng cung trước thấy chỉ có hai người về nhà vua hết sức ngạc nhiên do hỏi họ chuyện gì đã xảy ra nghe kể vua biết được sự độc ác của con gái mình và phán ta không thể tin là con gái ta đã làm điều xấu xa ấy nhưng sự thật rồi sẽ ra ánh sáng vua truyền cho hai người tạm lánh vào một căn phòng kín không được cho ai biết chuyện này ít lâu sau thuyền lớn cũng về tới nơi Mụ đàn bà bất nghĩa ra mắt nhà vua với vẻ mặt buồn rười rượi. Nhà vua hỏi, sao con trở về có một mình? Chồng con đâu? Mụ tâu, trời ơi, cha kính yêu, con quay trở về với nỗi bất hạnh lớn. Giữa đường chồng con lâm bệnh và đã qua đời. Nếu không có người lái tốt bụng này giúp đỡ, thì có lẽ con khó lòng mà về được tới đây. Lúc chồng con qua đời, anh ta cũng có mặt. Anh ta sẽ kể tất cả mọi chuyện để vua cha hay biết. Vua phán, ta muốn cải tử hoàn sinh cho người quá cố. Vừa dứt lời thì cửa phòng mở, hai người kia bước ra, thấy bóng dáng chồng, mụ đàn bà kia chẳng khác gì bị xét đánh ngang tay, mụ sụp quỳ xuống xin tha tội, vua phán, tha mày sao được, người ta tình nguyện chết theo mày, rồi đại cứu sống mày, thấy mà mày còn nỡ tâm rình lúc nó ngủ say mà hãm hại, mày phải đền tội. Vua sai giải mụ cùng tên tòng phạm xuống chiếc thuyền đã khoan thủng đáy, cho đẩy thuyền ra biển khơi chẳng mấy chốc thuyền đã bị nhấn chìm trong sóng biển